Lúc cầm sức khá đã chỉ sẽ cầm một chút sẽ thích mà đủ. Nâng chỉ nét này dụng bái khám mẹ đó là bấy mùi rụp. Bạn khá lại chưa nếm mất rụp này cho là nà này dụng bái ạ hăng xa nơi Campuchia. Khá nông rửa dạp bên màn chân nắm trong khá rồi này. Nếm mất rụp này bà hẹl cho bạn khá lãng đòi xa tại sẽ cầm một phép nâng cố cả ra bỏ quát. Sở điên khá nếm tên nâng ở với đã Ezra chân ạ hăng xa là bấy lấy khá nông bị phụ lúc. Bạn thơ cần lâu một. Ezra chân tặng ổn hữu miền lúc Mahatma Gandhi nơi protein đi. Lúc bắn đất Martin Luther King nơi xã Rod Amrit, lúc Nelson Mandela nơi Prote Afrik hàng thứ 4, nâng nạ xảy ông San Suu Kyi nơi Prote Phu Mìa. Bà tôi bây chí sự cảm ở phía bà bà bộ kế bàn cà láng khá nông Prote nâng bêl về liệt khóc này khá đầy. Bọn tay bộ kế miên châm nội rùm khá, đại cụ ở cất xâm cỏ. Khá nông châm nông châm nội rùm tặng ở nụ kế xung kết khơi miên châm nội thông thông bì, cư ca bà can cô ca mình tốp tó, bọn tay sự cảm bẩm ráo nâng xuất xoài. Nâng chứa mùi bởi chứa bởi rốt tạm là tập hiếp đại bộ kế ai thư vui thơ bán nâng ca bởi cảnh cô nơi dụng máy bằng rùm chết đói mình cùng quân song sắc trong bộ cụ bạc đề bạc. Ưu tiêu hóa cao bèl chọc chân áo nâng bàn lăng ca nằm nạch phim phim. Lúc Nelson Mandela bàn tự xô sốc tục nâng bàn lực lên tốt à tay tạm mê đằng nóm đại thọc thư vui bạp lúc còn lòng một. Sở điên khả nền đi đại lục cầm sức khá tạm bởi cảnh nơi dụng máy nâng mình dọc khám ai ná thư vui chia sẻ thử, đôi chia xa nơi dọc bài khám ai tại mũi rồi bỏ lúc chia đạo. Bà tam sẽ phơ mũi đại minh châm nông chương thà cầm sổ khá nâng bà chia bồ dân nơi giá cách đã bây giờ rời phiếp. Đại bọc búng nơi khá nông khai mỹ nế cho năm bì bọn bà mũi, lúc cầm sổ khá bàn bằng cách ông ca sở thị mạng nụ đồng bốn khá nông bà tế Campuchia, khá nông chá nông bà bọn bà mũi rồi cài sở mũi. Đại ông ca nụ, minh châm mũi bất tòa mốc lục cầm sắc hạ bàn khai chiến nẹ này dụ bái đỏ lịch thơ lô mùi rút tam rồi dạ tuôn này tí chiến nẹ đầm nàng riêng, nâng chia bà thiên kè nạ kà mạc kà sạ thị mạng nụ, nâng tờ tuôn biện bản đăng nề rọt sạp hía nâng bật sạp hía, rà bọc bà tế Campuchia chạp bì chà nàm bà bòn bà mô rôi kà sạp bấy, rà hốt đò chà nàm bì bòn bì, môn bê lô bằng kà mạ chạp mạ đô sạ thị mạng nụ Campuchia hai lúc bạn đặt nôm cả nạp bạc này, rụp rùm cho mùi nâng cả nạp bạc xong ràng xí, đảm bây bằng cách cả nạp bạc xong cổ chết khá nông chân nằm bì bọn đọc bì. Bà kê mơ là ông bì đâm nào chỉ vứt ở rô bọc lục cầm sổ khá đôi đại bản đọa xong kháng lửa. Kê ách khơi thay sạc cầm ở phía bà rô bọc quạt, vừa cho vừa lãng tại chung vinh bà nhà hà sạc thị mạng nụ nâng nơi dụ bài bà nọc. Trong nói những cái ai cho bằng chăng thà ca thua nơi dụ bài rồi bỏ lột đảm bây sạch thích mạng nụ, nâng ca thua ca nghe sạch thích mạng nụ đảm bây sức rước sạch cái đầy thay thân nô rồi bỏ bỏ rọt. Còn tại bà tôi bây chia sạch ca mọc phía rồi bỏ lột đảm bây sức sạch rây phiếp rước sạch cái đầy thay thân nô rồi bỏ bỏ rọt khám ai có đào cho. Ta đảm nơi ca chỉ vứt rồi bỏ lột khăn nông bộp hẹn ní, miên phiếp rồi luôn đại rực tỷ. Mình khóc bí lột Mahatma Gandhi, lột Nelson Mandela, nẹ sạch ông San Suu Kyi, nâng nẹ to su ạ hăng xa đỏ tây tiết, chỉ vứt rồi bỏ lột cầm sạch khá, bản cho lòng cắt cả công riêng cầm hành. Cả cho bốn tầng này kia, nâng cả thua tục bộ mà nình xinh xinh bị xâm nạc cổng nạc căn ông này. Tam rời dạ Atabot chọc xài rồi bỏ xa bỏ ra miền South East Asia Globe, khả nông khai cả đá chân nằm bí bọn đồ buồn. Bất đất Marcus Cabum, nẹ bắt đo lọc cả bác xa ai ghi rịt khẳng phân này nơi dụ bái Campuchia, bán nơi dây thả. Lúc cầm sức khá bán đã khá luôn quạt khả nông rụp lương chỉ tràn lực tràn kìa, đòi xa tại quạt hiên nơi dây, bỏ chẳng nâng cổng nạc căn ông này. Bà kê bình nhận mơ cầm nọt ra khá nông xếp hớt sẽ đầy bị cầm sức hạ, nâng bà chế bố dân nhạc cách đâm bây giờ rầy phiếp. Ai kê xa sẽ thích mạng nụ này ông ca sẽ thích mạng nụ chết nâng ổn rã chết, nâng bật nai xa bỏ nằm miền nề nế. Chỉ vật lục cầm sức hạ bàn cho lòng cắt ổ bà xa nâng cổ thân hạ chế bần tốt bần tốt đòi xa tay sẽ cầm một phiếp sẽ thích mạng nụ nâng nơi dụ bài rà bỏ lộ. Khá nông tua sở vọt chân nằm mùi bọn bà mùi rời bài sập. Lúc cầm sắc khá trở bàn rốt ẩm nát này rốt tháp bà cung mình này bền nụ. Tạm đán nâng bồn bồn chạp khuôn đòi xa tại lúc bàn bà tuôn này tìa rồi bà khuôn chiếc mần trái này sẵn cách tức là ọ khá nông rít cho thân hiệp nông bình. Đâm bây lùi chùi chiếc xâm ngạc đòi cho là nà to su khám ai nẹ chiếc đi dùng. Đã là bà chẳng nâng con tọa Việt Nam khá nông bà tế Campuchia. Lúc hôn sáng có thọ lập lực là ông bì rương ní khá nông tu sở vọt chân nằm bì bọn. Đòi hai lúc cầm sắc khá thá à cháu lùi ông cổ. Cứ khả nông bền nụ, đã lục cầm sức khá đặc nguồn mà chạm mặt đô sở thích mạng nụ Campuchia thua dụt tên nha cá lực tuổi sở rây phiếp mạnh chạy mặt tệ tạm rời dạ cả riêng chóng với tư ca xa thịa rả nát nâng bất tư ca nha nha nơi tu tiên bất tế. Khả nông khai cả nhà chân nằm một bọn bộ rồi cao sắp rằm bầy lục hôn sáng nâng tù la ca rà bỏ lục bán bỏ cả chạp khuôn lục cầm sức khá bẹp bọn nâng tuôn nha ti rà bỏ lục cầm sức khá cho rùm đặc nguồn bà tạ cam bà chăng tên phiếp mạnh bỏ cả đấy nây là tập hồ cả bỏ chân áo nếp bề nụ. Khá nông khả nạ nụ lục cầm sức khá trở bàn một trái ông ca giá bà chí chết nóm dốc từ lẹ khá luôn khá nông sẽ thàn tụt bò rà tế mũi khá nông rít cho thân hình phần hình. Khá nông bê chốc từ riêng trong vệ tư ca xâm đầy mà tệ nơi khai bà vệ hía nì chân năm bì bọn buồn.
លោកកឹមសុខាបានទទួលរងនឹងការគំរាមកំហែងពីកងយោធារាប់លានដែលមកអុកលុកសន្តាគារដែលគាត់កំពុងស្នាក់នៅនោះស្ទើរពេញមួយយប់បន្ទាប់មកលោកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2005ដោយចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាកេរ្តិ៍តកតងទៅនឹងការសម្ដែងមតិរបស់ពលរដ្ឋលើបដាពណ៌លឿងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2013នៅពេលដែលលោកកឹមសុខាបានដឹកនាំយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងខេត្តកំពង់ចាមលោកត្រូវបានកងយោធារាប់រយនាក់ឡោមព័ទ្ធសន្តាគារដែលគាត់កំពុងស្នាក់នៅនិងធ្វើការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតរបស់លោកថែមទៀតដោយមានជំនួយពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយលោកបានរត់គេចផុតពីការឡោមព័ទ្ធនិងការតាមប្រដិញបុករថយន្តរបស់លោកពីសំណាក់ពួកយោធានៅពេលនោះតែទោះបីជាលោកបានរួចផុតពីការតាមធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតក្តីទីបំផុតលោកកឹមសុខាត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនចោទនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារទាំងពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រនាយប់ថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017និងបន្តបិទសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយរបស់លោករហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយោងតាមហេតុការណ៍ដ៏ព្រឺព្រួចដូចខាងលើគេអាចឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាលោកកឹមសុខានៅតែបន្តការតស៊ូរបស់លោកដោយប្រកាន់យកនៅគោលការណ៍អហិង្សាហើយសុកចិត្តបន្តរស់នៅក្នុងទុក្ខលំបាកបែបនេះតើអ្វីទៅជាបុព្វហេតុដែលនាំឲ្យលោកកឹមសុខាជ្រើសរើសយកគោលការណ៍អហិង្សាបែបនេះខ្ញុំដឹងថានេះជាភារកិច្ចមួយធ្ងន់ធ្ងរណាស់តែខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាភារកិច្ចនេះនឹងអាចសម្រេចបានបើមានការចូលរួមពីបងប្អូនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាគេពិបាកឆ្លើយនឹងសំណួរចំនួនលោកកឹមសុខាណាស់តែគេអាចពិនិត្យមើលនិងវិភាគលើសកម្មភាពនិងសារនយោបាយខ្លះរបស់លោកក្នុងអំឡុងពេលដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកឹមសុខាតែងតែដាស់តឿនសហការីនិងថ្លែងប្រាប់សាធារណជនខ្មែរថាបើគ្មានការប្រថុយប្រឋានទេក៏គ្មានការផ្លាស់ប្ដូរដែរស្របគ្នាទៅនឹងសារនេះលោកកឹមសុខាបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកក្នុងសមាជលើកដំបូងរបស់គណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2007ថាអ្វីដែលលោកអាចសន្យាបានគឺលោកមិនរត់ចោលពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេសារទាំងអស់នេះប្រហែលជាបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តដ៏មុតមមរបស់លោកក្នុងការបន្តការតស៊ូគ្រប់ឧបសគ្គនិងកលតិសៈចាប់តាំងពីប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសភ្លាមសកម្មភាពរបស់លោកកឹមសុខាផ្ដោតលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាចម្បងលោកបានបង្កើតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដំបូងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាឆ្នាំ1991លោកបានតស៊ូបង្កើតនិងដឹកនាំគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ2012បង្កើតនិងដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាពីឆ្នាំ2002ដល់ឆ្នាំ2007ហើយបានបង្កើតនិងដឹកនាំគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2012ទាំងនេះប្រហែលជាអំណះអំណាងបញ្ជាក់អំពីបេះដូងឬការតាំងចិត្តរបស់លោកចំពោះការការពារសិទ្ធិសេរីភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅពីនេះគេរមែងធ្លាប់ឮសារដែលលោកធ្លាប់ថ្លែងថាខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារស៊ូទ្រាំរងទុក្ខទាំងអស់នេះព្រោះខ្ញុំមើលឃើញថាជាតិរបស់ខ្ញុំមានទុក្ខធ្ងន់ជាងខ្ញុំទៅទៀតឬខ្ញុំស៊ូរងទុក្ខនៅថ្ងៃនេះដើម្បីពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំបានសុខទៅថ្ងៃមុខរួមនឹងសារជាច្រើនទៀតដូច្នេះចំណុចនេះប្រហែលជាអាចបញ្ជាក់អំពីការគិតរបស់លោកដែលយល់ថាវាមានតែការធានាបាននូវការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទេទើបខ្មែរអាចរស់បានសុខនឹងមានតែការលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនទេទើបការតស៊ូនោះអាចទទួលបានជោគជ័យជាមួយគ្នានេះសកម្មភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាប្រហែលអាចជាទឹកតាំងបញ្ជាក់អំពីការឲ្យតម្លៃនិងភាពជឿជាក់របស់លោកលើពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនាមប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកឹមសុខាបានដឹកនាំរៀបចំវេទិកាសាធារណៈតាមសហគមន៍នានានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការផ្តល់ឱកាសដល់ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់កម្រិតដើម្បីមានលទ្ធភាពបញ្ចេញមតិអំពីបញ្ហាសហគមន៍និងជាតិរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2002រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2007លោកកឹមសុខាបានចូលរួមវេទិកាសម្ដែងមតិនិងជួបសំណេះសំណាលជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ1លាននាក់ការចោះជួបពលរដ្ឋផ្ទាល់របស់គាត់នៅតាមបណ្ដាសហគមន៍បែបនេះគឺមិនគ្រាន់តែជាការបញ្ជាក់អំពីការជឿជាក់របស់គាត់លើពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេតែក៏អាចជាការបង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកចំពោះពួកគេផងដែរការអះអាងបែបនេះគឺស៊ីគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលគាត់បានថ្លែងសារនៅក្នុងសមាជលើកទី1នៃគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សក្នុងខែកក្កដាថា
Lúc bạn lưu xâm lệnh bộ rốt đòi phí tốt ẩm phí tốt cơ vệ tình này ra bọc bộ kê, hỏi đăng thả bộ kê trong bàn ở với, nâng trời cả với. Chia thông minh mà đón tiết lục cầm sạc hạ bàn thay lãnh xa nơi dụ bái sở điên khả nền ní. Tức căn nẹ quam trô khả nạ bạc sẵn gồ chết khả nông bà tế Australia nê chân nằm bì bọn đập bầy. Bên nú, lục cầm sạc hạ thay lãnh ông bì kà chư lưu bò rọt khả máy khả nông kà phạp đô bà tế Campuchia tạm bà dạ kà bò chân áo đòi xa rấy nâng dốt đề thỏa. Hồi thà kà chô ọp rôm bò rọt khả máy nơi mù lột thán dưới quam trơ nó rộp bọp riêng chiên nó dùng ác sảy thoa mà nội dưới quam trơ nó cố nó dấu bài bỏ chia thập tay sẽ rây phụ bạc để miễn chạy cái nông rộp thạc thoa mà nội rồi chứ dưới ớt thơ bạc đi vô ớt đi dưới ớt thơ rộp bạc hà đi cứ dưới tỏ khí nế bỏ căn nó cố nó dấu bài ác hăng xa bỏ chia thập tay nị dùng nế chứ cố ca bỏ dưới đôi phải lưu video này cả thay xa nị hỏi đại lục hôn sán dốc một bài chứ mô lật hàn chọt bỏ cánh nâng chập luôn lục cầm sạc há កាលពីយប់ថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017អំពីបទក្បត់ជាតិដូច្នេះចំណុចនេះអាចបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាចាត់ទុកការយល់ដឹងនិងការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការសម្ដែងជោគវាសនាប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនគឺជារឿងចាំបាច់កំណត់ត្រា1ក្នុងសៀវភៅស្ដីពីកឹមសុខានិងប្រជាបូជនីយកិច្ចដើម្បីសេរីភាពបានដកស្រង់បណ្ដាំរបស់លោកកឹមសុខាពីពន្ធនាគារព្រៃសរតាមរយៈភារយានិងមេធាវីរបស់លោកក្នុងខែមករាឆ្នាំ2006 បណ្ដាំនោះគឺជាសាររបស់លោកដែលបានផ្ញើជូនជនរួមជាតិខ្មែរនៅពេលនោះថាទី 1 សូមផ្ដាំសួរសុខទុក្ខពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យសូមកុំគិតអំពីសុខទុក្ខរបស់លោកអី ទី 2 លោកសុខចិត្តជាប់គុកជំនួសពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិបន្តទៀត ទី 3 សូមពលរដ្ឋខ្មែរកុំអស់សង្ឃឹមកុំតក់ស្លុតកុំភ័យខ្លាចត្រូវព្យាយាមតស៊ូបន្តទៀតដោយអហិង្សា ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងបណ្ដាំខាងលើលោកកឹមសុខាក៏បានថ្លែងសារដោយកំសួលចិត្តក្នុងសមាជរបស់គណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2007អំពីបទពិសោធន៍នៃការផ្លាស់ប្ដូររបបនិងមេដឹកនាំជាច្រើនចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលសុទ្ធតែកើតឡើងដោយហិង្សានិងការបង្ហូរឈាមហើយថាការផ្លាស់ប្ដូរបែបនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្នកចាញ់រហូតដូច្នេះចំណុចនេះប្រហែលអាចជាការបញ្ជាក់អំពីការជឿជាក់និងការឲ្យតម្លៃលើមាគ៌ា
chưa lừa cột cá sự thi mà nụ, cá chưa lừa bò rót khmáy, nâng cá mượn khơi tốt cả về tân ý ra bỏ chết khmáy, đại cho lòng cắt bọt bị sáu, nâng cá phạp đồ sân cúng, tam ra dạng mật châu bài hằng xá, cứ chia bộ bạc hết chấm bóng, đại nôm áo lục cầm sức khá, bỏ càng kích chốt, nâng nâng dụng bài ạ hằng xá vinh. Khi nhóm tăng xa ra đá, Đức Cambodia Daily, Washington.